Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay, Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 12 tháng 10, 2019. Hôm nay thì mình đang bắt đầu đi dọn sân để mà làm sân phơi cà phê. Chồng mình thì đang phát cỏ trong vườn, còn nhiệm vụ của mình là cào cỏ để mà dọn sân phơi cà phê. Vườn mình thì ít khi phát cỏ lắm, do chồng mình đi làm miết đấy, ít khi ở nhà nên lâu lâu mới phát một lần thôi. Chiều hôm qua mình vừa mới đào được một mớ khoai lang rừng. Mình nói vui thôi, do cái khoai này nó không phân không thuốc nên mình gọi là khoai lang rừng. Do hồi mình trồng là tháng 6 mà năm nay thời tiết nó kỳ cục lắm. Cái mớ khoai lang này tháng 6, tháng 7 thì gặp hạn hán, còn tháng 8, tháng 9 thì gặp mưa dầm. Bây giờ tháng 10 mình thu hoạch được bấy nhiêu củ, mình trồng có một hàng thôi. Do lúc mình trồng mình thấy thời tiết nó không tốt mà có mỗi một hàng khoai lang thì nó không bỏ công chăm sóc, nên mình tưởng là nó không sống nổi, mình thả lịa nó luôn, nên nó mới ra được cái khoai lang rừng như vậy. Nhưng mà nó ăn rất là ngon luôn, hôm qua mình luộc thử mấy củ rồi. Thậm chí là cái cụ nó bé xíu bằng ngón tay thôi mà nó không bị sơ gì hết, nó rất là chắc luôn. Không biết có ai dọn sân giống như mình không nữa. Là chồng mình thì phát cỏ xuống rồi, bây giờ mình đi cào cái cỏ này. Mình sạc cỏ, mình cào nó thành một đống, sau đó mình gom cái tất cả cái cỏ trong sân này thành một đống riêng, mình để riêng một chỗ. Tại vì mình sợ là khi mình phơi cà phê trên cái cọ này nó già rồi ấy, mình phơi cà phê thì sợ nó sẽ chọc lụng bạt lúc mình đi đảo cà phê này nọ. Hoặc là nếu như nó không có chọc lụng thì cái cọ nó bị thối ở dưới bạt nó cũng không hay, nên mình sẽ gom nó riêng. Mình nghĩ là chắc là mình phơi hết mùa cà phê thì cái đống cọ đấy nó cũng đã là thành phân rồi. Nó thành phân thì mình lại đổ lại cái sân này mình trồng cây thôi. Đó là cách làm của mình để tạo ra cái chất mùn để trả lại cho đất. Bởi vì gom hết cả cái sân này được rất là nhiều cỏ, nếu như bỏ đi thì rất là lãng phí, nên mình tận dụng những cái đó để sau này làm phân luôn. Thank you.
thân mình có một tổ ong mật. Mình cũng không nghĩ là cái tổ ong này nó lì lợm như vậy đâu. Mình phát hiện nó từ lúc mà nó mới to hơn cái chén ăn cơm một xíu thôi. Bây giờ nó lớn từng này rồi, nó vẫn ở trên sân này. Thậm chí là mình phát cọ mấy lần ồn ào như thế, hôm qua chồng mình cũng mới phát cọ. Phát xung quanh nó ồn ào vậy mà nó cũng chẳng phản ứng gì cả, cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng dù sao thì có tổ ong này cũng rất là có ích. Do sân mình hay trồng bắp ấy, mà trồng bắp thì nó thụ phấn cho bắp rất là nhiều luôn. Và thỉnh thoảng nó có mật thì mình cũng cắt lấy một xí để lấy mật, cũng rất là có ích. Thời lượng cũng đã khá dài rồi, mình xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.